Các bạn có biết không, bao ni lông cũng như là tất cả các bao bì sản phẩm đã qua sử dụng và một số đồ dùng mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày khi mà thải ra môi trường á, nó sẽ rất là khó phân hủy. Điều này ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống tự nhiên của chúng ta. Vì vậy, mỗi gia đình của chúng ta phải cần nâng cao ý thức để góp phần xây dựng cho môi trường sống ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng tốt hơn. Và sau đây Phạm Hy xin được bật mí cho tất cả quý vị và các bạn biết những mẹo vặt đơn giản mà chúng ta có thể mỗi ngày giảm lượng rác thải thải ra môi trường quý vị nhé. Để làm ra một cuộn giấy như thế này thì nhà sản xuất phải tốn một lượng gỗ cũng như là một lượng nước nhất định. Vì vậy chúng ta phải hạn chế sử dụng giấy tối đa. Thay vào đó thì chúng ta có thể tái sử dụng vải hoặc là những bộ quần áo cũ không mặc nữa, chúng ta giặt sạch rồi phơi khô và cắt ra từng miếng. Có như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm hơn, bên cạnh đó cũng sẽ làm cho môi trường tốt hơn. Chắc là mọi người đang thắc mắc tại sao trước mặt của Phạm Hy lại có tới hai cái khay đúng không? Tại vì một bên là chúng ta để những tấm vải sạch, và sau khi chúng ta sử dụng xong chúng ta có thể gom lại để vào cái khay kế bên, sau đó chúng ta đem đi giặt và tái sử dụng lại, rất là tiết kiệm đúng không ạ? Phạm Hy thường thấy thì hầu hết tất cả các gia đình đều sử dụng miếng bông rửa chén này. Nhưng mà cái miếng bông rửa chén này sau khi mà chúng ta sử dụng xong và thải ra môi trường thì rất là khó phân hủy, và điều này gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường tự nhiên của chúng ta. Thay vào đó thì chúng ta có thể ra chợ tìm mua ngay những miếng tôm ướp này, vừa tiết kiệm, vừa rẻ, vừa sạch cũng như là không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên của chúng ta. Phạm Hy vừa mới đi mua một ít hoa quả về, nhưng mà vừa mới phát hiện ra cái túi lưới này rất là xinh xắn và có thể tái sử dụng rất là nhiều lần. Thay vì chúng ta sử dụng bao ni lông, nhưng mà mỗi ngày đi chợ thì phải sử dụng rất là nhiều bao ni lông. Và đặc biệt, bao ni lông là một loại rác thải rất khó phân hủy, cho nên là chúng ta có thể sử dụng những cái túi lưới này có rất là nhiều công dụng. Chúng ta có thể giặt quần áo trong máy giặt. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng túi lưới để đựng những chai dầu gội nè, và sữa tắm nè, khi mà đi du lịch nữa. Rất là tiện ích phải không nào? Một không gian thoáng đãng gần với cây cối cũng là một nét sống xanh được ưa chuộng. Một ô cửa hướng ra vườn vừa đem ánh sáng để loại trừ vi khuẩn, vừa lưu thông không khí, giúp cho bếp luôn thông thoáng sạch sẽ. Quý vị thân mến, bếp là một trong những không gian chính của gia đình. Vì vậy, vật liệu tốt sẽ giúp bếp mang tính thẩm mỹ rất cao, đẹp, bền và tối ưu hóa được công năng, dễ dàng lau chùi, giúp chúng ta không cần phải sử dụng những hóa chất tẩy rửa. Bởi vì những hóa chất đó khi mà thải ra môi trường thì sẽ ảnh hưởng rất xấu tới môi trường cũng như là sức khỏe của chúng ta. Trên thị trường hiện nay, đá thạch anh VicoStone sở hữu các tính năng vượt trội như chống thấm, chống ngấm, khả năng chống chịu mài mòn trước các tác nhân axit, nên chỉ cần bảo dưỡng bằng khăn ẩm và hoàn toàn an toàn khi tiếp xúc. Đá thạch anh VicoStone có độ bền cao, độ cứng vượt trội, được bảo hành lên tới 15 năm, nên đã và đang được nhiều gia đình tin dùng và lựa chọn. Vừa rồi là những mẹo vặt giúp căn bếp của chúng ta giảm được lượng rác thải đáng kể ra môi trường. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta bảo vệ được môi trường sống tự nhiên của chúng ta, vừa bảo vệ được sức khỏe của những người thân yêu trong gia đình. Và tới đây thời lượng chương trình cũng đã hết. Xin được chúc tất cả mọi người có một cuối tuần vui vẻ bên những người thân yêu.